Shop Kim Kim mến chào quý cô chú anh chị xem kênh là TK Bonsai, địa chỉ Trường Xuân, Nguyễn Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ qua Zalo 0796 812 914. Hôm nay em có quà Nguyệt Quế, Chiếu Thị Trung Nu, Cần Hân và Siro. Mã đầu tiên em giao lưu với bà con mình là mã 1K nha. Đây. Mã 1K. Chiếu Thị siêu bông nha. Em đo chiều cao ạ. Chiều cao tại đây nha. 32. Đo tổng tán ở đây là 44. Chiếu Thị siêu bông mã 1K. Mười bảy, đo đế xuống đây cho tham khảo nha. 28, mã 1K, Chiếu Thị siêu bông. Giá là 600K, em bao phí ship luôn nha. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Đây, em lên mã tiếp theo. Mã tiếp theo là Sigo nha. Mã 2K, Sigo. Về mình giữ nước rồi mình chăm nước lại là sẽ có hoa và trái nha. Trái thì mình nấu uống thì rất là nhiều chất dinh dưỡng nha. Em đo tổng tán nha. Tổng tán là 46. Em đo tại đây nha. 19. Đây. Ủa ghẻ nha. Mã 2K Sigo nha. Sigo này thì có trái luôn nha. Sigo, mã 2K Sigo em giao lưu là 1,4 triệu và em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Đây, cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Mã tiếp theo, mã 3K. Sam hương Đài Loan, lá thì rất là thơm luôn nha. Sam hương Đài Loan, mã 3K. Tổng tán là 55 nha. Đây. Dán đổ à. Sam hương Đài Loan lá thì rất thơm, mã 3K. Em đo tại đây cho bà con mình tham khảo nha. 35. Hoành thân là 14. Em đo bộ đế tham khảo luôn nha. Đây, bộ rễ rất là đẹp luôn ạ. 43, mã 3K, Sam hương Đài Loan. Lá thì rất là thơm luôn ạ. Em giao lưu là 1,2 triệu và bao phí ship toàn quốc luôn. Cây này thì đã hưng chậu rồi nha. Này, dáng rất là đẹp ạ. Mã tiếp theo nha, mã 4K, Cần Hân ạ. Này. Cần Hân này thì dáng rất là phong thủy, rất là đẹp luôn nha. Mã 4K Cần Hân. Em đo chiều cao cho bà con mình tham khảo nha. Chiều cao tại đây nha. 30. Tổng tán là 48. Đây có bộ đế đây, một củ nha. Tại đây là 16. Em hoành ở đây nha. 39. Đây. Mã này là Cần Hân nha. Mã 4K. Đây. Mã này là em giao lưu 900K nha. Và em cũng bao phí ship toàn quốc. Em lên mã tiếp theo ạ. Cây nào không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại và Zalo của em là 0796 812 914. Em sẽ quay và chụp hình rõ hơn nha. Chiếu Thị Trung Nu, mã tiếp theo nha. Mã 5K Chiếu Thị Trung Nu ạ. Cây này là một cây này mà 2, 4, 5 cốt nha. Chiều cao là 49. Em ra tổng ở đây nha. 39. Chiếu Thị Trung Nu nha. Hoa có 10 hôm nhẹ vậy.
hoa thì màu trắng. Đây, em đo tại đây nha. Nhánh này thì cốt này là lớn nhất nha. 12 chiếu hỷ trung lưu mã 5K, em giao lưu là 500 ngàn nha. Và em cũng bao phí ship toàn quốc. Cây này thì đã hơn chậu rồi ạ. Mã tiếp theo nha. Mã tiếp theo là mã 6K, cũng là chiếu hỷ trung nu luôn ạ. Mai chiếu hỷ trung nu. Cây này thì có 4 cốt nha. Chiều cao là 50. Tổng 8 đo tại đây là 40. Đây. Rất là đẹp luôn ạ. Cây này thì đã hừng chậu rồi nha. Hoành thân là 11 nha. Chiếu hỷ trung nu, hoa có 10 hương nhẹ, hoa thì màu trắng nè, mã 6K, em giao lưu là 500 ngàn nha. Cây này thì đã hừng chậu rồi nha. Đây, cho bà con mình tham khảo nha. Em lên mã tiếp theo ạ. Địa chỉ của em là ở Trường Xuân, huyện Hoa Lai, thành phố Cần Thơ nha. Đây. Mã 7K, Nguyệt Quế. Em không có ship chậu nha bà con. Bà con muốn ship chậu thì thêm 150k hoặc 200k cho em nha. Đây, Nguyệt Quế, mã 7K. Cao là 38. Rồi mình tán tại đây đi nha. Tổng là 42. Mã 7K, Nguyệt Quế. Em đo cái hân tại đây đi nha, rồi hỏi em đo bộ đế ạ. Hân tại đây là 9. Đế tại đây là 34, Nguyệt Quế. Mã 7K. Cái này thì em giao lưu là 800k nha. Bà con mình lấy chậu luôn là chỉ có 800k thôi ạ. Không lấy chậu thì em sẽ bớt ra 100k. Đây, Nguyệt Quế nha, mã 7K. Tiếp theo cũng là Nguyệt Quế, mã 8K. Hoa chùm nha, bông chùm ạ. Bông thì màu trắng rất là thơm luôn nha. Mã 8K, Nguyệt Quế. Chiều cao là 38. Em đo tại đây nha. 39. Mã 8K, Nguyệt Quế. Em đo tại đây nha. Tại đây là 9 đi nha. Tổng đế tại đây luôn ạ. 19. Mã 8K, Nguyệt Quế. Em giao lưu là 750 nha. Và em cũng bao phí ship toàn quốc. Cái này thì cũng đã hơn chậu luôn rồi ạ. Đây rất là đẹp luôn. Hoa thì màu trắng rất là thơm luôn vậy. Em lên mã tiếp theo. Mã tiếp theo là mã 9K. Cây này là cây ngâu nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Chiều cao là 60. Cây ngâu này thì bông hoa màu vàng nha. Em đo tại đây đi nha. 42. Mã 9K, ngâu bông vàng ạ. Em đo hoành đế tại đây nha. 18. Em đo bộ đế tham khảo luôn ạ. Là 33. Mã 9K, ngâu bông vàng. Em giao lưu là 900k và em cũng bao phí ship luôn nha. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Em ra đây cho dễ ship đi nha. Em lên mã tiếp theo ạ. Số điện thoại liên hệ và Zalo của em là 0796812914. Mã 10K nha. Đây. Linh Sam siêu bông, mã 10K. Chiều cao là 40. Tổng tán là 44. Linh Sam siêu bông luôn nha.
Hoành thân là 16. Em đo bộ đế dưới đây cho tham khảo nha. Là 24. Mã 10K Linh Sam siêu bông 900 ngàn nha bà con. Và em cũng bao phí ship. Cây này thì đã hừng chậu rồi nha. Về chỉ mình ra chậu rồi mình chăm nước thời gian là ra bông nữa nha. Nó có búp búp nhiều nha. Đây em lên mã tiếp theo ạ. Mã 11K Chiếu Hỷ Trung Nu. Cây này thì có 4 cốt nha. Mai Chiếu Hỷ Trung Nu ạ. Chiều cao là 56. Em đo tán tại đây đi nha. Tổng tán là 49. Đây Mai Chiếu Hỷ Trung Nu. Mã 11K. Bông có mùi hương nhẹ nha. Bông thì màu trắng ạ. Em đo hoành thân tại cốt này là 9 nha. Mai Chiếu Hỷ Trung Nu. Mã 11K em giao lưu là 500K dạ. Đây. Cây này thì có 4 cốt. Bà con mình tham khảo nha. Mã tiếp theo cũng là Mai Chiếu Hỷ Trung Nu luôn nha. Mã 12K. Cây này thì 3 cốt, có 1 cốt rất là to luôn nha. Hoa thì mùi hương nhẹ. Hoa màu trắng nha. 48. Chiều cao là 48. Em đo tổng tán tại đây đi nha. 45 ạ. À. 16. Mã 12K Chiếu Hỷ Trung Nu. Mã này thì em giao lưu với bà con mình 500K nha. Và em cũng bao phí ship toàn quốc. Cây này thì có mùi hương nhẹ. Đây. Đang cho ra bông nha. Hoa đây ạ. À. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 14K. Nguyệt Quế nha bà con. Đây. Rất là đẹp luôn ạ. À. Em đo chiều cao cho bà con mình tham khảo nha. Chiều cao tại đây 82. Tổng tán em đo tại đây nha. Cho bà con mình tham khảo ạ. 75. Hoa chùm nha. Hoa này rất là thơm luôn ạ. Nguyệt Quế. Lá này thì lá chung nha. Mã 14K. Đây, em đo hoành thân cho bà con mình xem nha. Hoành thân tại đây là 22. Em đo tại đây nữa đi nha. 35. Xích xuống đây là 39. Nguyệt Quế mã 14K nha. Đây. Hoa thì rất là thơm luôn rồi. Mã này thì em giao lưu là 3,5 triệu và em cũng bao phí ship nha bà con. Đây em quay một lần nữa cho bà con mình xem nha. Rồi. Và em cũng lên mã tiếp theo luôn ạ. À. Bà con mình liên hệ số điện thoại và Zalo của em là 0796812914. Mã tiếp theo là mã 13K, Chiếu Hỷ siêu bông nha. Bông thì có màu trắng, mùi hương nhẹ. Đây, bà con mình xem nha. Em đo chiều cao cho bà con mình tham khảo ạ. Chiều cao là 28. Em đo tổng tán tại đây nha. 34. Đây, Chiếu Hỷ siêu bông nha bà con. Hoa có mùi hương nhẹ. Cây này rất là siêu bông luôn. Em đo tại đây cho bà con mình tham khảo nha. 18. Cây này thì em giao lưu với bà con mình là 500K. Mã 18 Chiếu Hỷ siêu bông 500K và em bao phí ship toàn quốc ạ. 13. Mã 13. Mã 13 ạ.
cũng là chiếu hỷ siêu bông mã 15K. Mã 15K chiếu hỷ siêu bông. Chiều cao là 26. Rồi tổng tán tại đây là 32. Mã 15K chiếu hỷ siêu bông. Đây. Tại đây là 19 nha. Em giao lưu mã này là 550K và em cũng bao phí ship toàn quốc. Mã 15K chiếu hỷ siêu bông 500K. Mã tiếp theo là mã 16K chiếu hỷ chung nu. Mai chiếu hỷ chung nu này thì cây này thì có 4 cốt nha. Mã 16K. Chiều cao là 49. Em đo tổng tán tại đây nha. Là 36. Đây. Chiếu hỷ chung nu. Hoa có 10 hương nhẹ. Em đo tại đây nha. Đo cái cốt tại đây đi ạ. 11. Mã 16K chiếu hỷ chung nu. Em giao lưu là 500K nha. Và em cũng bao phí ship. Đây. Bà con mình xem nha. Mã 17K cũng là mai chiếu hỷ chung nu. Cây này thì có 5 cốt ạ. Mã 17K mai chiếu hỷ chung nu. Chiều cao là 48. Em đo tổng tán tại đây là 38. Em đo tại đây nha, cốt này là 12. Đây. Mai chiếu hỷ chung nu mã 17K là giá là 500 ngàn nha. Và em cũng bao phí ship. Bông thì màu trắng, rất là nhiều bông luôn nha. Mã tiếp theo là cũng là mai chiếu hỷ chung nu luôn nha. Mã 18K. Đây. Bông thì có mùi hương nhẹ, cũng đang ra bông đó nha bà con. Về mình chăm nước là rất là nhiều bông luôn nha. Chiều cao là 50. Đây. Em đo tán tại đây đi nha. Tổng tán là 50 luôn. Cây này thì có 3 cốt. Mã 18K chiếu hỷ chung nu. Em đo tại đây cho bà con mình tham khảo nha. 14. Đây. Mã 18 chiếu hỷ chung nu. Em giao lưu là 600 nha. Và em cũng bao phí ship ạ. Đây. Cây này thì có 3 cốt. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã 19 nha. Đây. Mã tiếp theo là mã 19K. Chiếu hỷ siêu bông. Đây, rất là đẹp luôn nha. Chiều cao là 30. Em đo tổng tán tại đây cho tham khảo nha. 26. Hoành thân tại đây là 18. Em đo bộ đế dưới đây cho bà con mình tham khảo nha. 31. Mã 19K chiếu hỷ siêu bông. Em giao lưu cây này là giá 500K và em cũng bao phí ship nha. Đây, rất là đẹp luôn. Cây tiếp theo nha. Mã 20K cũng là chiếu hỷ siêu bông. Cây này thì em ship chậu luôn cho bà con mình nha. Cây này thì đã hơn chậu rồi ạ. À. Mã 20K chiếu hỷ siêu bông. Về bà con mình bỏ vài cữ nước rồi mình chăm nước là bông ra rất là nhiều luôn nha. Chiều cao là 33. Em đo tổng tán nha. Tại đây là 36. Đây.
mã 20K chiếu hỷ siêu bông. Em đo hoành thân tại đây nha. 21. Em đo bộ đế tại đây cho bà con mình nha. 30. Mã 20K chiếu hỷ siêu bông. Cây này thì em giao lưu với bà con mình 1,2 triệu và em bao phí ship luôn nha. Đây, rất là. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 21K Linh Sang nha. Linh Sang đa ưu điểm. Đây. Cây này thì cũng đang có trái nha. Bà con mình về chăm nước là trái ra rất là đẹp nha. Linh Sang đa ưu điểm. Em đo chiều cao cho bà con mình tham khảo nha. Chiều cao là 38. Em đo tổng ở đây đi nha. Tổng tán là 50 nha. Đây, Linh Sang đa ưu điểm, mã 21. Em đo hoành thân tại đây nha. 21. Em đo xích xuống đây cho bà con mình xem luôn nha. Là 27. Mã 21K Linh Sam đa ưu điểm. Em giao lưu là 1,3 triệu và em cũng bao phí ship. Đây, bà con mình xem nha. Có gì không gõ thì liên hệ Zalo của em và số điện thoại là 0796812914 nha. Cây tiếp theo luôn ạ. Cây tiếp theo là 22K Linh Sam siêu bông. Rất là siêu bông, nhiều bông luôn nha. Về mình chăm nước là bông ra rất là nhiều nha. Mình bỏ vài cữ nước nha bà con. Chiều cao là 32. Em đo tổng tán tại đây nha. 52 ạ. Đây, Linh Sam siêu bông mã 22K. Em đo hoành thân tại đây nha. 13. Linh Sam siêu bông mã 22. Mã 22K Linh Sam siêu bông. Em giao lưu cây này là 900 nha. Và em cũng bao phí ship. Đây bà con mình xem nha. Rất là dày luôn ạ, rất là đẹp. Cây tiếp theo là cần thân nha bà con. Mã 23K cần thân nha. Đây, có bộ dáng rất là đẹp luôn. Em đo chiều cao cho bà con mình tham khảo trước nha. Chiều cao thì em đo tại đây nha. 25. Đo từ đây nha. 39. Đây, rất là đẹp luôn nha. Đây, em đo tại đây cho bà con mình tham khảo nha. 25. Bộ đế xích xuống đây nha. 30 cần thân nha. Mã 23 cần thân. Đây, cây này thì cũng đã hùng chậu hết rồi nha. Cây này thì em giao lưu với bà con mình là 800K và em cũng bao phí ship luôn ạ. Em lên mã tiếp theo. Mã tiếp theo cũng là cần thân luôn nha. Mã 24K. Dáng rất là đẹp luôn nha. Cây này thì đã hừng chậu rồi đó. Đây bà con mình xem nha. Em đo chiều cao cho bà con từ tại đây nha. Chiều cao tại đây đi nha. Là 20. Em đo tổng ở đây nha. 39. 30. Mã 24K cần thân nha. Đây, em đo cái thân tại đây đi nha, rồi hỏi em đo bộ đế cho bà con mình tham khảo ạ. Tại đây là 9. Đo tại đây cho bà con mình xem nha. 34. Cần thân này thì mã 24K em giao lưu là 900 nha. Mã 24K cần thân em giao lưu 900. Đây, về bà con chỉ cần sang chậu là rất là đẹp luôn nha. Mã kế tiếp luôn nha. Mã kế tiếp là 25K. Đây.
Đây, rất là đẹp luôn, có bộ rễ rất là đẹp. Linh sam siêu bông luôn nha. Đây, rất là đẹp nha bà con. Chiều cao là 32. Em đo tổng tán tại đây nha. 36. Linh sam siêu bông nha. Mã 25K. Em đo tại đây cho bà con mình tham khảo nha. Rồi một hồi em đo dưới ạ. Tại đây là 28. 37. Mã 25K linh sam siêu bông. Em giao lưu là 1 triệu nha. Đây cây này đã hừng chậu rồi nha. Em bó gì đi ship cho dễ nha bà con. Rất là đẹp luôn nha. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Số điện thoại liên hệ và Zalo của em là 0796812914. Địa chỉ em thì ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ nha. Mã 26K. Đây. Chiếu hỷ trung nu nha. Chiều cao là 49. 30. Mã 26K. Đây. Hoành thân là 15 nha. Em đo xích xuống đây cho bà con mình tham khảo nha. 22. Cây này thì em giao lưu là 600 nha. Mã 26 ạ. Đây. Hoa thì có mùi hương nhẹ nha, cũng đang ra hoa rất là nhiều nha. Cây tiếp theo là 27 Nguyệt Quế. 27K Nguyệt Quế nha. Đây. Cây này thì chắc cũng lá chung ha. Hoa thì hoa chùm màu trắng, có mùi hương rất là thơm luôn nha. Em đo chiều cao tại đây cho bà con mình tham khảo nha. Chiều cao tại đây là 40. Đo tổng tán tại đây đi nha. 56 Nguyệt Quế. Mã 27K Nguyệt Quế. Hoành thân là 22. Mã này thì em giao lưu cho bà con mình là 1 triệu 2 nha. Cây này thì cũng đã hừng chậu rồi ạ. Đây, bà con về bà con mình sang chậu là rất là đẹp luôn nha. Nguyệt Quế. Mã 27K, giá 1 triệu 2. Em bao phí ship luôn ạ. Bà con mình không gõ thì liên hệ với em nha. Em sẽ chụp hình và quay cho bà con mình xem gõ hơn. Mã tiếp theo là 28K, cũng là Nguyệt Quế luôn nha. Đây. Chiều cao là 42. Tổng tán em đo tại đây đi nha. Tổng tán là 54. Mã 28K Nguyệt Quế. Đây. Lo hân cho bà con mình tham khảo nha. Có bộ rễ rất là đẹp luôn. Thân tại đây là 22. Mã 28K Nguyệt Quế. Mã này thì em giao lưu cho bà con mình là 2 triệu. Mã này em giao lưu là 1 triệu 3 nha. Đây, và em cũng bao phí ship luôn ạ. Nguyệt Quế. Mã 28K 1 triệu 3 Nguyệt Quế. Em bao phí ship luôn nha. Hoa thì hoa chùm màu trắng nha, lá này cũng là tầm lá chung thôi nha bà con. Đây, bà con mình xem nha. Mã tiếp theo là mã 29K. Chiếu hỷ trung nu nha. Cây này thì có 3 cốt ạ. Hoa có mùi hương nhẹ. Hoa thì màu trắng nha. Chiều cao là 50. Tổng tán là 38. Đây. Em đo một cốt lớn nhất cho bà con mình tham khảo nha. Mã số 29 chiếu hỷ trung nu.
Cốt này là 11. Cây này thì em giao lưu với bà con mình 600k nha. Và em cũng bao phí ship chiếu hỷ chung nu, mã 29 nha. Đây 600k. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là cũng là cuối clip rồi nha. Mã 30k cũng là mai chiếu hỷ chung nu luôn ạ. Đây. Cây này thì có 4 cốt. Chiều cao em đo tại đây nha. 48. Em đo tổng tán ngang đây đi nha. Là 46. Mã 30k chiếu hỷ chung nu. Đây. Em đo hoành thân tại cốt này nha. 11 nha. Mã 30k. Đây. Mã 30k chiếu hỷ chung nu em giao lưu là 500k và em cũng bao phí ship nha. Cuối clip thì em cũng gửi lời cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa qua. Em chân thành cảm ơn ạ.